Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn và trình bày bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông. Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Dạ vâng, thưa ông, mới đó một tuần lễ đã trôi qua và giờ đây chúng ta lại gặp nhau qua chương trình thời sự hàng tuần. Thì thưa ông, điều đầu tiên mà chúng tôi xin được ông trình bày đến quý vị thính giả của đài đó là về tình hình của hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn. Không biết là ngày hôm nay mọi chuyện đã đi tới đâu rồi, thưa ông? Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, hiện nay thì hai nước đang ở trong một cái tình trạng gọi là hòa hoãn và hợp tác. Bởi vì vừa qua thì có hai phái đoàn đại diện của hai nước Tali, Bắc và Nam, là hôm thứ hai đầu tuần đã họp lại và thỏa thuận việc tăng cường quan hệ hợp tác. Mà đầu tiên trong những cái việc hợp tác đó thì việc đầu tiên tức là nối lại con đường xe hơi và đường xe lửa Nam Bắc. Và trong cái lúc đó thì Hoa Kỳ thì họ đang lo ngại rằng những cái việc mà hai bên thỏa thuận nhau như vậy á thì nó sẽ gây ảnh hưởng không hay đối với cái việc cấp vận Bắc Cali. Bởi vì khi đã có đường xe lửa và xe hơi thì tất nhiên là có sự thông thương, thì có thể là Nam Cali nó có thể là nó sẽ gửi hàng hóa như vậy là vi phạm những cái điều mà Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ đã cấm vận với Bắc Cali. Bởi vì hiện nay thì Bắc Cali nó vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng cái điều kiện là hủy bỏ hết cả phương tiện và cơ sở thử nghiệm hỏa tiễn và nguyên tử. Thì trong cuộc họp vừa qua có mặt của ông Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Cali là ông Cho Myung Gyeong và ông Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Thống nhất Bắc Cali là ông Ri Son Won. Và cái cuộc họp đã diễn ra ngay tại cái khu vực Thanh Nguyên Yong, là cái nơi mà quý vị biết đó là vĩ tuyến 38 chia hai nước. Và cái mục đích của buổi họp là được thực hiện những cái điều cam kết giữa hai người, tức là Tổng thống Nam Cali là Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Cali là Kim Jong-un, mà họ đã gặp nhau vào cuối tháng trước, tức là gặp nhau lần thứ ba rồi. Và sau khi họp xong thì họ có ra một cái thông cáo chung, và cái thông cáo đó thì chúng ta được biết qua Bộ Thống nhất của Nam Cali nói rằng là sau những cuộc họp rất là thành khẩn với nhau thì hai miền Nam Bắc đã đạt được sự thỏa thuận là phát triển mối quan hệ lên một tầm vóc cao hơn. Và họ cũng đồng ý là vào cuối tháng 11 này hay là đầu tháng 12 thì họ sẽ tổ chức chung một cái lễ khánh thành để khởi công tái xây dựng con đường xe lửa và đường xe hơi. Mà thưa quý vị, hai con đường này đã bị cắt đứt do chiến tranh của nước Cali từ năm 1950 cho đến năm 1953. Và sau đó thì họ, trong đó thì họ cũng có bàn cái kế hoạch là họ sẽ cùng đứng ra để nộp đơn xin tổ chức cái thế vận mùa hè năm 2032. Và trong đó cũng có cái việc để giúp cho các gia đình mà bị phân ly trong chiến tranh bây giờ sẽ được tiếp xúc với nhau, không những là bằng qua cái sự gặp mặt mà còn bằng qua webcam, tức là cái camera mà gắn trên cái máy điện toán đó, hoặc là trao đổi những quyển băng video. Và về mặt quân sự, điều này rất là quan trọng là hai bên đó, quân đội sẽ cùng họp nhau và bàn những cái việc cần làm để thực thi tất cả những cam kết để bảo đảm cho một cái khu vực hòa bình. Mà trước hết là có một cái ủy ban quân sự hỗn hợp của hai bên, rồi sau đó là ngưng các cuộc thao diễn quân sự. Thưa quý vị, hiện nay thì Hoa Kỳ và Nam Cali đã đồng ý là ngưng cái cuộc thao diễn quân sự sắp tới đây. Và trong tháng 6 thì họ cũng đã ngưng một cuộc thao diễn quân sự khi mà hai ông Trump và Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore. Như vậy là Hoa Kỳ đã tỏ thiện chí là ngưng hai lần rồi. Và trong những cuộc họp của cái ủy ban quân sự đó thì sẽ lập một cái khu vực không có phi cơ bay qua. Cái khu vực đó là gần biên giới. Và sau đó là cái việc mà tháo gỡ tất cả bom mìn và những cái lô cốt, những cái móc canh ở trong cái khu phi quân sự. Và ngoài ra thì cũng sẽ có những lần họp sắp đến vào cuối tháng tại một cái văn phòng chung ở tại Kỳ Son để bàn việc hợp tác về y tế, để ngăn ngừa bệnh tật truyền nhiễm và luôn cả cái việc tái tạo các khu rừng nữa. Và thưa quý vị, cứ những cái diễn biến mới đó ở tại Cali thì rõ ràng Hoa Kỳ cũng tỏ ra một cái lo ngại
như tôi đã nói là nó có thể ảnh hưởng đến cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa hai lãnh tụ ông Trump và Kim Jong-un mà sẽ diễn ra trong một thời gian sắp tới đây. Và Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái điều kiện là vẫn duy trì sự cấm vận cho đến khi nào Bắc Kinh hủy bỏ hoàn toàn cái cuộc thử nghiệm nguyên tử. Và ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Michael Pompeo đã tỏ một cái sự bất bằng lòng, không có đồng ý cái việc mà Nam Kali họ đi quá xa và quá nhanh, nhất là cái vấn đề là cam kết về lĩnh vực quân sự thì họ đi quá nhanh rồi. Và thưa quý vị, vào tháng 8 vừa rồi thì Bộ Tư lệnh Quân đội Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ chỉ huy đó đã từ chối không chịu thông qua cái việc cho chạy thử một đoạn xe lửa. Và cái việc này coi như là bác bỏ cái kế hoạch mà chung của hai bên về cái dự án lập đường xe lửa của hai miền Nam Bắc Kali. Thì đó là cái việc vào tháng 8 thì không biết bây giờ sau khi hai bên ký thì họ có thay đổi gì không thì tôi chưa được rõ. Và cái người mà cái bà mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhắc lại cái lời tuyên bố của chính Tổng thống Nam Kali rằng là cái việc cải thiện quan hệ hai miền không thể tách rời và cũng không thể đi trước cái việc giải quyết vấn đề nguyên tử Nam Kali. Đó là bà nhắc lại thì tôi thấy rằng là bây giờ hai bên đã đi như vậy là hơi khá xa rồi. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Trump cũng là nhắc rằng là Nam Kali cũng không thể bỏ cái việc cấm vận đối với Nam Kali nếu như Hoa Kỳ không có đồng ý việc đó, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, và trong khi mà nói về phía bên Đông Nam Á của chúng ta thì thưa ông, nếu chúng tôi không lầm là trong mới có cách đây vài bữa thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã ghé thăm Việt Nam, thì không biết là vấn đề này như thế nào thưa ông? Vâng, như cô nói đó, tức là hôm thứ Ba 16 tháng 10 thì ông chủ đại tướng James Mattis, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Và cái này cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu rằng là hành pháp của ông Trump ấy, là thực sự rất quan tâm đến cái việc mà đối đầu với những cái mưu toan bành trướng của Trung Cộng ở vùng Đông Nam Á và đặc biệt ở vùng Biển Đông. Và thưa quý vị, đây là lần thứ hai ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Việt Nam để hội đàm với các viên chức quốc phòng cao cấp của chính phủ Cộng sản. Và lần thứ nhất là đầu tháng Giêng, vào tháng Giêng đầu năm nay. À, thưa quý vị, ông Mattis là một cựu tướng ở trong cái biên chủng sự quân lục chiến của Hoa Kỳ. Nhưng mà thời chiến tranh Việt Nam thì ông không có tham dự ở tại Việt Nam. Và việc ông đến lần này, lần trước là đánh dấu 50 ngày việc Cộng phát động cái chiến dịch tổng tấn công tổng nội dày mà chúng ta đã biết rồi đó. Tức là kết quả của cái biến cố mà gọi là phép một phân năm 68. Thì kết quả đó là hàng chục vạn quân Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng đã bị quân lực chúng ta phản công và đánh cho tan tác, bỏ thấy hàng chục ngàn tên khắp các thành phố miền Nam. Đấy. Thì vào tháng 4 vừa qua, thì sau có một cái chuyến, sau cái chuyến viếng thăm của Mattis vào đầu năm đó, thì vào tháng 4, hàng không mẫu hàm USS Carl Vinson đã cập bến Đà Nẵng. Và thưa quý vị, cái việc mà một cái hàng không mẫu hàm có tầm vóc của Hoa Kỳ mà đến Việt Nam thì đó là một coi như là một sự nhắc nhở cho Trung Cộng biết đây là cái quyết tâm của Hoa Kỳ sẽ gia tăng hợp tác quân sự với các nước ở trong vùng để tạo một cái đối trọng trước sự đe dọa ngày một gia tăng của Trung Cộng. Ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần lên án việc Trung Cộng sẽ xây thêm nhiều đảo nhân tạo, lập thêm căn cứ quân sự và bố phòng bằng các loại hỏa tiễn, đất đối xâm đối hỏa tiễn SAM, cũng như là các cái khí tài nhằm kiểm soát và chế ngự cái vùng Biển Đông mà thưa quý vị họ đã chiến đấu trái phép. Và ông Mattis cũng nhận định cái việc bố phòng này là nhằm để đe dọa và cưỡng bức các nước láng giềng xung quanh đó. Và tuần trước thì ông đã hủy bỏ cái chuyến đi thăm Trung Cộng, nhưng mà vừa rồi thì ông lại đi để gặp các cái tướng lãnh của Trung Cộng. Họ lần trước ông bỏ là cũng do cái sự căng thẳng tình ngoại thương và tình hình sôi động ở Biển Đông. Và vào mùa hè khi mà mở ra cuộc thao diễn quân sự lớn ở Thái Bình Dương thì trước đó là Hoa Kỳ có mời Trung Cộng đi, nhưng mà sau đó đã bỏ cái lời mời đó. Thì ngược lại, Trung Cộng nó cũng trả đũa bằng cách là nó từ chối, nó không cho chiến hạm của Mỹ cập bến Hồng Kông. Và sau đó thì có luôn một chuyến thăm của Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng bị hủy bỏ luôn. Và bên Trung Cộng cũng đòi Mỹ là không được ngưng lại, không cho bán vũ khí cho nước Đài Loan. Và thưa quý vị, trong cái chuyến đi Việt Nam lần này, ông Mattis cũng có đi thăm Sài Gòn và thăm căn cứ không quân Biên Hòa. Bởi vì quý vị nhớ là từ sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 cho đến nay, chỉ có một lần đầu tiên là ông Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen đã đến Việt Nam năm 2000, đó là thời ông cựu Tổng thống Bill Clinton.
Và năm 1999, quý vị nhắc lại là 1995 thì ông Bill Clinton đã mở quan hệ ngoại giao với Việt Nam và bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Rồi đến năm 2016 thì Hoa Kỳ mới chính thức là bãi bỏ cái việc cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Và có một nhà phân tích chuyên về Á Châu sự vụ của Hội đồng Đối ngoại là ông John Kalanzic đã nhận định rằng chính sách ngoại giao và phòng thủ của Việt Nam đó, hiện nay đó, thưa quý vị, đang dần dần xa rời khuynh hướng. Hồi trước thì họ muốn giữ cái thăng bằng giữa bên Hoa Kỳ và Trung Cộng, nhưng mà bây giờ họ đang dần dần xa cái khuynh hướng đó và có vẻ bắt đầu thân thiện với Hoa Kỳ hơn. Và theo ông đó, thì chính Việt Nam có vẻ thích nghi với chính sách của ông Trump khi mà vị Tổng thống Hoa Kỳ này đã đề ra một chiến lược là mở cửa và tự do trong vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mà theo đó, đó sẽ bảo đảm cho các quốc gia ở trong vùng sẽ tránh khỏi cái nạn bị Trung Cộng nó o ép, nó cưỡng ép, và sẽ Hoa Kỳ sẽ bảo đảm tàu thuyền quốc tế thông thương an toàn ngay trong vùng Biển Đông. Tuy nhiên, thưa quý vị, đó chỉ là nhận định của một nhà phân tích Mỹ thôi. Còn đối với chúng tôi, người Việt quốc gia, thì chúng tôi thấy rõ ràng cái sự hèn nhát và lệ thuộc vào Trung Cộng quá sâu ở trong mọi lĩnh vực trong từ nửa thế kỷ qua, cho nên nói rằng là Cộng sản nó muốn thiên về Mỹ mà nó bỏ tàu được, quý vị, điều đó theo tôi nghĩ vẫn còn xa vời lắm. Bởi vì quý vị thấy là trong quá trình 50 năm vừa qua, Việt Nam nó có quá nhiều cơ hội để thay đổi cái chế độ độc tài, độc đảng và đem lại cái tự do dân chủ, nhân quyền cho 90 triệu dân. Nhưng mà cái đám lãnh tụ thất học ở tại Ba Đình họ vẫn ôm lấy cái quyền lực và càng ngày càng đàn áp dân chúng sâu đậm hơn, càng ngày càng đi sâu vào sự tham nhũng thôi nhá. Cho nên dù có trông cậy vào sức mạnh của Hoa Kỳ, nhưng mà khi mà họ không có lòng dân, họ không được làm dân, thì thưa quý vị, họ không có đủ sức mạnh nào để đối đầu với Trung Cộng đâu. Và thưa quý vị, cũng do cái sự can thiệp của Hoa Kỳ và nhân chuyến đi này vừa qua của ông Matic, thì vừa rồi chúng tôi biết là nhà cầm quyền Cộng sản đó đã tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, biệt danh là bà Mẹ Nấm, và trục xuất bà ra khỏi nước. Bà bị bắt ngày 10 tháng 10 năm 2016, kết án 10 năm tù tại một phiên tòa vào ngày 29 tháng 6 2017 với tội danh là tuyên truyền đánh phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà đã bị giam ở tại giam số 5 huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, và trong tù nhiều lần bà đã tuyệt thực để phản đối. Và bà hiện nay là bà đã đáp xuống ở tại Houston vào ngày 17 tháng 10, tức là một hai ngày vừa qua. Chúng tôi nhân dịp đây thì kính chúc mừng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đến được bến bờ tự do và mong bà sẽ có một cuộc sống ổn định để tiếp tục đấu tranh. Thưa quý vị. Vâng, sau đây thì Mai Ly xin được mời ông quay về với tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Thưa ông, cách đây cũng gần 3 tuần lễ rồi, một người gọi là thường trú dân của Hoa Kỳ và cũng là một ký giả của tờ Washington Post, khi ông đi vào một tòa đại sứ của Saudi Arabia và không bao giờ thấy ông bước ra ngoài cả, thì thưa ông, cái vấn đề này đã gây cái sự căng thẳng về vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ với Saudi Arabia. Thì thưa ông, tình hình này đã được giải quyết hay chưa thưa ông? Vâng, thưa cô, đúng như cô nói, cái tình hình này gây rất là khó khăn cho ông Trump. Bởi vì cái nước Saudi Arabia đó hiện nay là một cái đồng minh của Hoa Kỳ để chống lại Iran. Thành thử ra bây giờ ông Trump rất là khó xử, chúng tôi biết cái điều đó. Và cái tin này, thưa quý vị, nó đã xảy ra một hai tuần trước rồi, nhưng mà tâm lý tuần trước thì chúng tôi không thấy nó là quan trọng, nhưng mà bây giờ mới thấy nó rất là đáng nói. Thưa quý vị, cái người ký giả người gốc Saudi Arabia đó là ông Khashoggi. Ông này là đang viết cho báo Washington Post, và người ta đã trông có một cái video có cái camera ở đầu đường cái tòa lãnh sự của Saudi đó, thì cho thấy ông đã bước vào tòa lãnh sự đó, nhưng mà không có đoạn nào để cho thấy là ông trở ra lại. Thành thử ra người ta đã nghi là ông đã bị giết ở trong đó. Thì thưa quý vị, mà rõ ràng là ông đã bị giết, bởi vì ông vào đó là ngày 2 tháng 10 với mục đích là để xin một cái giấy phép kết hôn, nhưng mà không thấy trở ra. Thì cái phía nước Turkey đó, họ đã cho biết là họ có đủ bằng chứng là ông Zaman này đã bị giết ở trong đó, bị xẻ thịt, bị chặt đầu, chặt tay ở trong đó, thủ tiêu ở trong đó, mà hiện nay là đang có một cuộc điều tra rất là sâu rộng.
Bởi vì họ bên trước khi họ nói họ có những cái video để chứng minh cái sự việc đó. Nhất là họ nói là cái đồng hồ mà cái là loại iWatch đó, cái ông Zaman ông đeo trên tay đã ghi lại tất cả những cái tiếng la hét của ông khi bị tra tấn và bị chặt tay chặt chân đó. Thì thưa quý vị, cái điều này cũng hơi khó hiểu một tí là cái đồng hồ ông đeo ở trong đó. Thì nếu ông bị giết á, thì cái những người Saudi ở trong tòa lãnh sự đó họ đã thủ tiêu cái đồng hồ. Thì làm sao mà người trước khi có được cái đồng hồ để mà theo dõi, để mà nghe được cái tiếng la đó. Nhưng mà rõ ràng họ nói rằng họ có đủ tài liệu đó. Nhưng mà cho đến nay thì họ chưa trưng ra những cái tài liệu đó cho ra ngoài công luận. Thì về phía Saudi Arabia ban đầu á, thì họ chối. Họ nói là ông đó vào buổi sáng đã trở ra rồi. À, ông Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia tuyên bố là cái việc không có cái việc giết ông này. Và cho rằng đây là một tin bịa đặt. Rồi họ hứa là họ sẽ mở cuộc điều tra nhiều hơn. Và các nước Âu Châu thì họ rất là sôi lên, họ sôi đậm lên, họ phản đối rất dữ dội. Có một cái chương trình tham gia cái hội nghị đầu tư tại thủ đô của Saudi. Nhiều nước đã bỏ cuộc, không đến đó. Và tại Hoa Kỳ cũng có nhiều công ty đã không đến đó để tham dự. Và bên chính quyền của Turkey thì họ đã cử một phái đoàn điều tra hình sự đi sâu vào trong tòa lãnh sự để điều tra. Và giờ phút này thì họ đang đi tìm những khu rừng xung quanh để coi thử là cái phía Saudi có vứt xác của ông ta ở ngoài rừng đó không. Và khi mà xảy ra chuyện đó thì ông Tổng thống Trump á, thì ông tuyên bố là ông sẽ có biện pháp mạnh nếu như Saudi mà đã giết người ký giả này. Rồi đến hôm thứ hai ấy, thì ông có vẻ thôi, thưa quý vị, là có vẻ bênh thôi, ông có nói là ông đã nhận được điện thoại của quốc vương Saudi đã chối bỏ rồi. Ông quốc vương ông nói là không có cái chuyện đó, rất là cứng rắn là từ chối như sao cái chuyện đó. Nhưng mà đến cái sáng thứ ba đó thì có một cái tin là viên lãnh sự của Saudi Arabia đã đột ngột rời Turkey để trở về nước. Và sau đó thì tiếp Saudi Arabia họ tuyên bố rằng trong khi mà họ điều tra ca tấn ông này thì họ đã lỡ tay giết cái ông Zaman Khashoggi này rồi. Và họ nói rằng là tại họ không muốn giết, nhưng mà tại vì họ chỉ muốn giữ ông này lại rồi đưa ông về Saudi thôi, nhưng mà lỡ tay mà giết. Đấy, thì tôi có biết cái việc mà giết chết ký giả và phóng viên đó là một cái tội ác rất là lớn. Nó là vừa vi phạm về vấn đề nhân quyền. Ngoài ra thì nó vi phạm quyền tự do báo chí, là những cái giá trị mà Hoa Kỳ luôn cổ vũ và bảo vệ. Bởi vì vậy cho nên tôi mới nói là ông Tổng thống Trump bây giờ đang đứng trước một cái sự lựa chọn rất là khó khăn khi mà phải nói lên cái sự việc này. Quý vị biết là bây giờ bên cái xứ Trung Đông, thằng Iran là một kẻ thù chung. Thì bây giờ giữa hai người cùng có một kẻ thù chung, tức là Saudi Arabia và Hoa Kỳ là có kẻ thù chung, cho nên trở thành đồng minh. Và ngoài ra thì Saudi Arabia là một nước rất giàu, có dầu lửa, và Hoa Kỳ cũng một phần là mua cái dầu lửa bên đó. Cho nên Hoa Kỳ đương nhiên là phải giữ cái mối tình đồng minh đó, chứ không thể nào mà làm sức mẻ được. Thì vừa rồi ông Michael Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao, đã bay qua Riyadh, thủ đô của Saudi, để gặp quốc vương và thái tử Salman. Ông thái tử này là cái người thực sự cầm quyền tại vương quốc này. Và để mà mong rằng là giải tỏa được cái vấn đề này. Đấy, thì thưa quý vị, nếu như các nước Tây Phương mà áp lực Hoa Kỳ phải có biện pháp cứng rắn đối với Saudi, thì người ta sợ rằng là cái nước Saudi này họ sẽ hủy bỏ những cái hợp đồng mua vũ khí của Mỹ, mà quay qua mua vũ khí của nước Nga là một cái đối thủ của Mỹ. Đó là điều mà chắc chắn tôi biết là Mỹ không bao giờ muốn cái điều đó. Bởi vì nếu xảy ra điều đó thì thưa quý vị, cái cán cân lực lượng tại Trung Đông sẽ nghiêng hẳn về bên phía Nga ngay. Bởi vì hiện nay Nga đang có mặt ở Syria, Nga đang vây vuốt ở Iran, và nếu mà Nga mà bán vũ khí cho Saudi nữa thì coi như là Hoa Kỳ, đồng minh Hoa Kỳ ở bên đó không còn ai nữa ngoài trừ cái nước rất là nhỏ là Israel. Đó là một thiệt thòi rất lớn, không phải cho Hoa Kỳ mà ngay cả cho các nước đồng minh nữa. Thì vừa rồi các cái nước Liên Âu như Anh, Pháp, Đức đã ra một tuyên bố chung nói lên sự quan tâm đến vấn đề này và đòi phải đưa cái kẻ chết người ra trước ánh sáng pháp luật. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng yêu cầu phía Saudi phải điều tra thật minh bạch và thật kỹ càng. Thì thưa quý vị, ngoài cái bản tin đó thì cũng trong tuần cũng có một tin rất là hay, là quý vị biết là có một ông mục sư Andrew Brunson là người Mỹ nhưng mà đã qua sống ở tại cái nước Turkey từ 28 năm này rồi. Thì ông này qua bên đó để nó đi truyền đạo, nhưng mà không hiểu sao ông bị nhà nước Turkey bắt giữ và ghét vào tội làm gián điệp và xúi dục dân chúng nổi loạn.
thì trước khi này đã xét ông trưởng 35 năm tù, nhưng mà Tổng thống Trump đã cứng rắn, đã áp dụng nhiều biện pháp như là tăng thuế đối với trước khi rồi đòi cấm vận, cho nên hậu quả nước trước khi đã đi đến một cái tình trạng là khốn đốn về kinh tế, cho nên vừa rồi thì họ đã thả ông ra và đã thả ông về Mỹ vào cuối tuần, và chúng tôi đã thấy ông đã được Tổng thống Trump tiếp tại tòa Bạch Cung hôm thứ Hai. Và ông Trump xác nhận lại cái việc cả này là do áp lực ông đưa ra, chứ không phải là ông dùng cái tiền để mà mua lại, tức là cái tiền chuộc như người ta đồn đãi. Và thưa quý vị cũng nhớ rằng từ khi lên làm Tổng thống đến nay, ông Trump đã can thiệp cho nhiều công dân Mỹ bị bắt giữ tại các nước, nước bạn có và nước thù có. Ví dụ như trường hợp một thanh niên Mỹ gốc Việt ở tại Houston, tức là ông Will Nguyễn, cách đây mấy tháng bị Tổng thống bắt giam vì tham gia biểu tình ở Sài Gòn khi chống đối với luật về đặc khu. Rồi khi nhưng mà ông Will Nguyễn này, ông lại có cái điều rất đáng buồn là khi ông được về Mỹ trở lại, thì ông này đã phủi ơn mà lên những cái trang Facebook và coi như là chống đối và kết án ông Trump rất là phẫn tệ. Có một câu ông nói là ông Trump là người kỳ thị chủng tộc. Thưa quý vị nghĩ đúng như vậy có phải là một cái sự đền ơn đúng hay là không, thưa quý vị? Vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Lý xin được mời ông quay qua một khía cạnh khác tại Hoa Kỳ. Thưa ông, dựa theo các nguồn tin và cũng do chính ông trình bày qua chương trình này, là nền kinh tế của Hoa Kỳ đang gọi là phát triển một cách mạnh mẽ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trong tuần lễ vừa rồi, nếu chúng tôi không lầm, thì công ty, một trong những công ty lớn của Hoa Kỳ, đó là công ty Sears, họ đã phải tuyên bố phá sản. Thì thưa ông, cái này nó có đi ngược với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay hay không thưa ông? Thưa, có hoàn toàn không. Mà đây là cái quy luật của cái chế độ tư bản. Tức là trong chế độ tư bản là có cái sự tự do cạnh tranh. Nếu anh cạnh tranh người ta với người ta mà anh không cạnh tranh lại thì anh bị phá sản, cái chuyện đó là đương nhiên thôi. Bởi vì nó làm như vậy cho nên cái sự mà những cái tổ chức cửa hàng buôn bán họ phải cạnh tranh, cho nên hàng phải tốt hơn, cái cách buôn bán phải dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Và những người nào làm được những điều đó thì họ sẽ thắng, và người nào mà không theo kịp những điều đó thì họ sẽ thua. Thì cái đó là quy luật của tư bản, chứ không phải là vì kinh tế lên hay kinh tế xuống. Đấy. Thì quý vị cũng nhớ là trước năm 75 chúng ta ở miền Nam á, chúng ta thường là truyền cho nhau qua những cái tập catalog dài cả hàng 500-700 trang đến 1.000 trang. Thưa quý vị, cuốn catalog của hãng Sears thời đó là màu sắc tươi sáng, in lên giấy láng, và trong đó là có đủ các giới thiệu các mặt hàng, từ mặt hàng áo quần, đồ trang sức, rồi đến dụng cụ, rồi đến máy móc. Và thời đó chúng ta ở tại Việt Nam, chúng ta biết rằng, chúng ta tin rằng hãng Sears là một cái công ty bán lẻ lớn nhất tại Hoa Kỳ. Mà đúng như vậy, thưa quý vị. Cái hãng Sears này do ông Richard Sears thành lập năm 1886. Ban đầu ông chỉ chuyên làm và bán đồng hồ mà thôi. Rồi sau đó ông Sears này mới kết hợp với ông Arba Curtis Robert, mới hợp tác, mới đổi thành cái công ty gọi là Sears Robert and Company là vào khoảng năm 1892. Rồi cái cuốn catalog đầu tiên của hãng Sears Robert này năm 1896 thì cũng chỉ có các mặt hàng đồng hồ và tên nữ trang. Rồi đến năm 1906 thì họ mới sáp nhập lại bởi ba người, ông Richard Sears, ông Julius Rosenwald. Rồi khi đó thì họ đã làm chủ trên cái thị trường của Hoa Kỳ. Và cho đến nay là 132 năm, và họ đã phát triển ra bán lẻ tất cả, gọi như là thượng vàng hạ cám tất cả mọi thứ. Và cái công ty Sears này nó có hai hệ thống mà bán hàng tốt mà đắt khá đắt là Sears, còn hệ thống mà hơi bình dân là Kmart. Thì cùng với Kmart, Sears là hai là cái công ty bán lẻ mà có thể nói là lớn nhất Hoa Kỳ, có thể nói là lớn nhất thế giới và sử dụng nhiều nhân viên nhất thế giới, tức là hai công ty Sears và Walmart. Thưa quý vị, lần trước tôi có nói chuyện về Walmart rồi. Và các mặt hàng của công ty Sears này thường bán ra tốt, rất tốt, tốt hơn Walmart rất nhiều. Nhất là những cái thứ dụng cụ cầm tay như là kềm, búa, bù lon, bằng tóc gì đó. Và những cái máy gia dụng như là máy giặt, máy sấy, là máy ở trong nhà bếp, tất cả những cái hiệu đó đều rất tốt của công ty Sears. Chúng ta nhớ là những cái đồ mà dụng cụ cầm tay là của hiệu Craftsman, rồi máy giặt, máy sấy chúng ta còn nhớ là Whirlpool, Kenmore. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì họ bán đắt như vậy
hàng tốt như vậy, cho nên đương nhiên phải đắt tiền, cho nên không thể cạnh tranh nổi với Walmart. Bởi vì Walmart là họ bán hàng rất rẻ, bởi vì họ cũng đặt hàng, nhưng mà những cái mặt hàng của họ nhập từ Trung Cộng, và thường là cái giá trị về cái chất nó kém hơn rất nhiều. Và sau đó thì chúng ta thấy là như cô vừa nói, như tôi cũng vừa trình bày là cái sự cạnh tranh. Thưa quý vị, bây giờ công ty xưa không cạnh tranh nổi với những công ty bán hàng trên mạng như là eBay hay Amazon, bởi vì công ty xưa họ dùng cái phương pháp cũ bán hàng qua các cái cửa tiệm, cho nên không còn thu hút khách hàng nữa. Bây giờ khách hàng họ ngồi trước cái máy computer, họ click một cái là họ mua được hàng gửi tới tận nhà. Không mất cơm trời lạnh như thế này mà tôi phải lái xe đầm mưa đi xuống tận như đau thao để mà vô cái hãng xưa, để vô cái cửa hàng xưa để mua, để kệ nệ quân về. Bây giờ không làm điều đó nữa, ngồi tại chỗ bấm nút là hàng sẽ về tới nhà. Bởi vì vậy cho nên thưa quý vị, từ năm 2010 là công ty xưa đã lỗ mất 11.7 tỷ đô la, bởi vì họ phải trả chi phí cao cho các hàng trăm ngàn nhân viên, rồi bảo trì cơ sở, rồi tiền thuê, rồi tiền địa ốc, rồi cái mức bán của họ đã sụt đến 60%. Và trong 13 năm qua thì công ty Sears đã phải đóng cửa hết 2.800 cửa hàng. Và năm qua thì họ đóng cửa thêm hàng trăm cơ sở buôn bán trên khắp các tiểu bang. Và hôm thứ Hai đầu tuần này họ tuyên bố là mang nợ đến 134 triệu đô la, đã đến hạn rồi nhưng mà không có khả năng để trả nợ. Và thưa quý vị, họ cuối cùng họ đã chọn biện pháp là khai phá sản. Và hiện nay họ đang tìm cái khách hàng để mua lại công ty của họ. Và thưa quý vị, trong năm qua thì chúng ta cũng đã thấy cái sự phá sản của những công ty lớn như là công ty Toys R Us, tức là bán đồ chơi cho trẻ con đó, rồi công ty Radio Shack đóng cửa, rồi Sport Authority bán hàng áo quần thể thao, rồi công ty ví dụ như công ty Office Max hồi xưa rất là lớn, bán computer máy móc này nọ, sau này cũng phải nhập với Office Depot và cũng đóng cửa nhiều việc. Đây. Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là trước đây chúng ta nói cái cuốn catalog đó, quý vị biết cuốn catalog được coi là một cuộc cách mạng ở trong cái ngành thương mại. Nó làm thay đổi cái thói quen mua sắm của dân chúng, nhất là những cái dân chúng sống ở cái miền mà các farm xa xôi hay là các cái thị trấn nhỏ. Và đây là cái khởi đầu mà chúng ta gọi là mua sắm hàng sản xuất hàng loạt. Và cũng như là cái sự mà công ty xưa khi mà ra đời các cái cửa hàng cũng ở trong các mall, cũng đã tạo thành một cái thói quen mới cho giới tiêu thụ Mỹ, nên là họ thích họ đi mall để mua sắm, vừa là kinh nghiệm đi mua sắm, mà chúng tôi thấy hiện nay người Việt Nam chúng ta cũng có kinh thương là thích đi mall lắm, vừa đi vừa dạo quay hàng hóa cũng là vui lắm. Thì công ty xưa này là cái công ty mà mở đầu cho cái thói quen mua sắm ở các cái mall lớn đó. Và cái việc này đã xảy ra vào thời hậu chiến của thế kỷ của cuộc thế chiến thứ hai. Và thưa quý vị, những cái máy móc gia dùng hồi đó cũng là những cái máy giặt, máy sấy, cũng coi như là một cuộc cách mạng luôn, bởi vì nó giải phóng được cho các bà nội trợ không phải bận rộn mà ngồi mà chà xà bông rồi giặt rồi rửa chén rồi đó. Bây giờ bỏ tống vào máy rồi để đó, rồi kéo nhau đi chơi, là các bà Việt Nam ngồi kéo túi sắt để đồ vô trong máy giặt khỏe hơn đấy. Thì thưa quý vị, xin nhắc lại là cái thời cao điểm nhất công ty xưa có đến 3.500 cửa hàng và có 3.177.000 nhân viên vừa xưa vừa cách mát ở trên khắp nước Mỹ. Và đáng buồn tay, hiện nay thì họ đã phải phá sản và ra khỏi thương trường, thưa cô. Dạ, vâng, như vậy là các bà cũng hết kéo tư sắc, hy vọng là như vậy. Thưa ông, Miley xin mời ông quay về vấn đề chính trị. Thì thưa ông, chỉ còn có khoảng đâu 19 ngày trước cái cuộc bầu cử nửa kỳ, tức là vào ngày 6 tháng 11 tới đây, thì không biết là Tổng thống Donald Trump trong những thời gian qua đã đi vận động tranh cử một cách rất là rối rít cho những người trong đảng Cộng Hòa, thì không biết là tình trạng ngày hôm nay nó như thế nào rồi thưa ông? Liệu Cộng Hòa có thể giữ vững được hai viện hay không ạ? Vâng thưa cô, trước khi đi cái chuyện đó thì tôi cũng xin thưa là trước hết phải nói là ông Trump đã tuyên bố là ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ 2 của đất nước cô, năm 2020 ông sẽ tranh cử. Bởi vì quý vị nhớ là ngay khi vừa tuyên thệ nhậm chức, chân ướt chân ráo bước vào tòa Bạch Cung thì ông cũng đã nói đến cái ý định ra tái tranh cử rồi. Rồi
trên email, trên Facebook, chúng tôi, bản thân tôi cũng nhận được qua điện thoại, qua bưu điện, qua trên tất cả những cái thư vận động tài chính của ông luôn. Ông gửi trực tiếp để ông vận động tài chính. À, thì thỉnh thoảng thưa quý vị, lương tiền để hưu cũng có bao nhiêu thì chỉ cho có một hai lần thôi. Thưa quý vị, thì từ trong 2 tháng từ tháng 7 đến cuối tháng 9 này thì ông đã vận động được 17 triệu đô la. Hiện nay quỹ tranh cử của ông hiện nay là có 107 triệu đô la. Và trong cái số 107 triệu đô la này thì 98% số tiền này là những khoản đóng góp nhỏ dưới 200 đồng, như là cái tiền đô la tôi cho có 55 đồng thôi. Thì đây là 98%, chỉ có 2% là cái số tiền lớn, còn 98% là do tiền của quân chúng bình thường như chúng ta đóng góp, tức là số tiền dưới 200 đô la trong tuần này. Còn về bên phía dân chủ thì có nhiều tin đồn là bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và ông thượng nghị sĩ da đen Cory Booker, cái ông mà hung hăng đó, cũng có ra ý định tranh cử. Và bà Warren á, trước đây á, cái thời trước bà tự nhận bà là dân thiểu số, tức là có gốc dân da đỏ Cherokee, năm 10 đời gì trước là có gốc da đỏ. Nhưng mà vừa rồi sau khi ông Tổng thống Trump thách bà là thử nghiệm đàn DNA, thì bà đã thử nghiệm và kết quả hôm thứ hai cho kết quả không mấy vui cho bà. Tức là coi như cái lời mà bà tự thú nhận là bà tự xưng bà là người da đỏ hoàn toàn là không có đúng. Bởi vì cái tỷ lệ di truyền da máu, tỷ lệ da đỏ ở trong cái DNA của bà thưa quý vị chỉ có 1/1024. Người ta là 1/2, 1/10 mới dám nói là mình là cái dân gốc đó, thì ít nhất cũng 1% đi. Thằng này là bà 1/1000, tức là cái máu của bà không có dính gì. Mà cái cuộc xét nghiệm này người ta nói là không phải là chỉ xét nghiệm DNA của dân da đỏ mà thôi, mà còn cả cái dân thổ dân của gốc Mexico, Peru, Colombia nữa. Dạ, cho nên bà không thể nào với cái tỷ lệ 1/1024 thì không thể nào xác nhận được bà là cái người của gốc da đỏ Cherokee được. Cho nên vừa qua cái tổ chức Cherokee Nation của người da đỏ, họ đã thú nhận cái chuyện của bà. Họ cho rằng kết quả đó là vô dụng, là không có đúng, là không thích nghi. Và cái ông Chuck Hoskins, tức là người mà có trách nhiệm đối ngoại của cái tổ chức da đỏ này, cho hay là kết quả DNA này không thể dùng để xác định tư cách của bà Warren đối với bộ lạc Cherokee được. Bởi vì ông cho biết rằng là kết quả không cho biết là bà này gốc gác, mà này thuộc bộ lạc thổ dân của Nam Mỹ hay là Bắc Mỹ. Và cái tỷ lệ như tôi đã nói là 1/1024 thì nó rất là mơ hồ, nó quá nhỏ để không có thể xác nhận được. Và thưa quý vị, thêm đó, trong cái kỳ bầu cử ngoài cái việc hai em đó ra, thì vừa rồi chúng ta thấy là bên dân chủ thì Obama, rồi Hillary Clinton, Bill Clinton cũng nhảy ra như là đi tranh cử, dùng đi vận động cho các cử tri của dân chủ. Nhưng mà vừa rồi thì bà Hillary bà làm một cái điều rất là buồn cười, bà lên trên đài truyền hình CBS, bà tuyên bố rằng cái việc mà ngày xưa chồng bà Bill Clinton mà có quan hệ tình dục với những người đàn bà khác là cái đó là không phải là cái tội lạm dụng quyền lực, bởi vì theo bà đó là do sự thỏa thuận của ông Bill Clinton và của mấy bà kia. Khi mà nhắc đến cái cô Monica Lewinsky thì bà Hillary cũng cho là ông Clinton không có tội gì đối với cô trong cái vụ này hết, bởi vì bà nói là cô Lewinsky khi đó là người trưởng thành rồi. Năm đó, tức năm 1998 thì cô Lewinsky là 22 tuổi. Rồi những người mà phê bình bà ta cho rằng việc một tổng thống có quan hệ xác thịt với một cô thật sự phải được coi là cái sự lạm dụng quyền lực. Bởi vì ngay cô Lewinsky trong khi mà viết một bài báo cho tờ Vanity Fair hồi tháng 3 thì cô này cũng xác nhận, cũng nói đó là một sự lạm dụng quyền lực quá đáng. Bởi vì theo cô, ông ta là sếp của tôi và ông ta là người có quyền lực nhất trên hành tinh này. Cô một cô gái tập sự 22 tuổi đi làm một ông người có quyền lực nhất trên hành tinh thì đương nhiên là ông kia coi mà có cái sự giao tiếp với cô này về vấn đề tình dục thì coi như là sự lạm dụng về quyền lực rồi. Đấy. Thì bây giờ trở lại cái chuyện, cũng nói về tình dục, trở lại cái chuyện tình của ông Trump. Thì vừa rồi cái cô mà, cái cô đào đóng phim con heo Stormy Daniels đã kiện ông Trump là cho là mà lị cô. Thì thưa quý vị, tòa án liên bang ở California đã bác bỏ cái đơn quy kiện của cô rồi, bởi vì cho rằng ông Trump có cái quyền của tu tin án số 1.
quan tòa James Otero còn ra lệnh cho cái cô Daniel này phải trả hết tất cả cái chi phí của tòa. Đúng rồi, cô kiện cái gì? Cô kiện cái gì? Cô kiện là tại vì là cái khi mà cô nói là có một người của ông Tâm đến liên lạc với cô mà cô không nhớ tên, không nhớ mà chỉ từ tôi mới vẽ ra một cái hình của một cái người giống như cảnh sát mà khi muốn đi tìm tội phạm rồi nhờ cái dân chứng vẽ coi cái người đó để đi tìm nào nó giống như vậy để bắt. Thì cô này vẽ ra cái hình đó thì bị ông Tâm ông cho đó là cái bịt mờ, thì chỉ có chuyện đó thôi mà cô bác đơn cô đi kiện và kết quả thì cô bị thua kiện, tức là cô bị bác đơn kiện mà còn phải bị trả cái tiền bồi thường nữa. Và chứ cứ buồn cười chân là ông Tâm sau đó thì ông yêu cầu ông gọi cô ta là đồ mặc ngựa. Và thưa quý vị, khi mà ông Tâm dùng chữ đồ mặc ngựa để gán cho cô ta thì tôi nghĩ là có một người rất là không vừa ý đó, ông John Kerry thưa cô. Tại sao lại ông John Kerry thưa ông? Thưa cô, người Cần Trăng mình gọi ông John Kerry là cái gì, họp hay tôi nhớ không lầm. Dạ vâng. Có cái mặt ông dài như vậy đó. Dạ, dạ vâng, có tật thì giật mình. À, thưa ông, như vậy xin ông vui lòng trình bày tiếp coi cái dự đoán về cái cuộc bầu cử vào năm 2018 trong vòng khoảng gần 3 tuần lễ nữa thì sao thưa ông? Không quên, tôi xin lỗi cô nghe, tại vì tôi thấy vui thú nói cái chuyện tình của hai ông. Thưa quý vị, còn có nửa tháng nữa thôi, chẳng đến 3 tuần đâu, còn 2 tuần nữa rồi là chúng ta lại đi bầu. Thưa quý vị, lần này chúng ta bầu lại hoàn toàn dân biểu 435 người và 35 vị thượng nghị sĩ quốc hội, tức là những người mà hết cái nhiệm kỳ 6 năm rồi, 1/3 đó, thì chúng ta bầu lại là 35 người. Và trong đó còn thêm 36 vị thống đốc nữa. Thì dĩ nhiên là ông Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa rất muốn duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa trong cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nhưng mà phe Dân Chủ họ cũng muốn tranh lại cái vai trò đó. Bởi vì đầu tiên họ mà thắng được lấy lại đa số thì việc đầu tiên là họ sẽ tuất thế ông Trump và ông Kavanaugh như họ đã từng dọa rồi. Cho nên những tháng gần đây họ tung ra hết tất cả mọi cái tiêu độc để giành thắng lợi trong cái việc bầu cử đó vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Và họ đã thề quyết là sẽ làm chủ hai viện, như tôi vừa nói là để mà hạ bệ ông Trump, bởi vì họ thù ghét ông Trump tận thương xương tận tủy. Và thưa quý vị, những cái thăm dò mới đây cho thấy Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều triển vọng để giữ vững cái thế đa số ở Quốc hội. Mặc dù là chúng ta thấy trong cuộc bầu này, cái số ghế của Cộng Hòa bầu lại rất là nhiều, hình như đến 30 mấy sự ghế Hạ viện phải bầu lại. Mà nếu Cộng Hòa bầu lại mà định mất qua Dân Chủ thì Cộng Hòa sẽ mất cái chức năng đa số đi. Bởi vì vậy cho nên trong suốt mấy tuần qua chúng tôi thấy ông Tâm gần như ông không có ngủ. Ngày nào cũng thấy ông đi máy bay, ông đến nơi này nơi đó để ông vận động cho các ứng cử viên của đảng ông á. Và nếu mà chúng ta nhìn vào điểm trung bình trong 8 cuộc thăm dò vừa qua thì hiện nay tương đối việc phe Dân Chủ có vẻ một phần là trội hơn phe Cộng Hòa. Hiện nay là họ tính là phe Dân Chủ có 47% so với Cộng Hòa chỉ có 40%. Nhưng mà thưa quý vị, cái kết quả của Thượng viện, Hạ viện nó còn tùy thuộc vào hàng loạt những cuộc bầu cử ở địa phương nữa. Mà tại các địa phương đó, Đảng Cộng Hòa vẫn còn thắng thế. Ví dụ tôi nói là tại Hạ viện là 455 ghế. Hiện nay thưa quý vị, phe Dân Chủ có 193 ghế. Thì họ phải cần đến 25 ghế nữa mới nắm được đa số. Thì có một cái tiên đoán là dự tính là phe Dân Chủ sẽ có chắc trong tay 205 ghế. Tôi không biết họ dựa vào đâu để họ đoán cái điều này. Họ nói rằng phe Cộng Hòa chỉ có 199 ghế. Như vậy thì có 31 ghế là bất bên chưa biết là vô phe nào. Đấy. Nhưng mà nếu mà dự đoán như vậy thì coi như phe Dân Chủ thắng rồi đó. Đấy. Còn về Thượng viện thì Dân Chủ và cái phe độc lập có 2 ghế, phe Dân Chủ nữa là tổng cộng là 49 ghế. Vì họ phải cần có thêm 2 ghế nữa mới thay đổi vị trí. Nhưng mà trong mùa bầu cử này thì Đảng Dân Chủ phải cố gắng trước hết là bảo vệ họ và bầu lại 26 ghế rồi thưa quý vị. Họ phải bảo vệ 26 ghế của họ. Trong 35 ghế thượng nghị sĩ phải bầu lại thì họ có 26 ghế của họ phải bầu lại. Đấy, thật sự rất cái chuyện này rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Bởi vì làm sao mà giữ được 26 ghế của mình rồi phải dám thêm thắng thêm được 2 ghế nữa, tức là thành 28 ghế. Thưa quý vị, điều đó không phải là dễ xảy ra. Và trong khi đó thì phe Cộng Hòa, thưa quý vị, chỉ cần bảo vệ 8 ghế là đủ rồi. Bởi vì nếu giành được của Dân Chủ thêm một vài ghế thì Cộng Hòa chắc chắn là quá thắng lợi. Khỏi lo mấy ông bà thượng nghị sĩ như là thứ nay, mấy
mấy bà thượng nghị sĩ Cộng hòa đó, mấy ông ấy thứ nay là đòi phản bên này, năm nay mai đòi phản bên kia, như là cái ông Flake hay là bà Susan Collins. Nếu mà họ thắng được nhiều nhiều phiếu, họ chặt luôn hai người đó được, thưa cô. Vâng, thưa ông, như vậy thì ông cũng có thể cho quý vị thính giả được biết những cái đặc điểm về cử tri trong cái mùa bầu cử này hay không? Theo chúng tôi được biết là thường thường bầu cử nửa kỳ thì phía bên Cộng hòa họ lười đi bầu lắm, phải không thưa ông? Vâng, thưa cô, đúng như cô nói là thường thường giữa kỳ thì thường thường cái thai một của ông tổng thống đương nhiệm thường là hay mất ghế lắm. Và quý vị còn nhớ là trong mùa bầu cử năm 2016, tổng thống Trump là đại thắng ở những khu vực nông thôn và các cái cộng đồng dân lao động. Và thưa quý vị, những cái dân lao động đáng lý ra đó là những cái người ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng mà ông tổng thống Trump đã thắng ở tại những cái vùng đó. Mà ngay nếu phe Dân Chủ muốn lật được cái cờ thì họ phải cật lực giành được cái phiếu của các cái thành phần đó. Mà từ hai năm nay, quý vị thấy đảng Dân Chủ chỉ tập trung vào những cái sắc dân thiểu số, nhất là người da đen, người Hispanic, rồi với phụ nữ, còn họ bỏ quên cái số người lao động liệt. Và thưa quý vị còn nhớ ngày trước á, trước cái thời cách đây tôi nói là độ khoảng 10 năm về trước á, thì cái sự khác biệt Cộng hòa Dân Chủ là nó chỉ khác ở dân sinh và xã hội thôi, và không có cái sự quá phân hóa như hiện nay. Bởi vì hồi đó đảng Dân Chủ cũng luôn tự cho mình là đấu tranh cho những người nghèo, cô thế, bị bạc đãi và bất lợi về nhiều phương diện. Và chiêu bài của họ hiện nay họ đưa ra là những cái bánh vẽ rất là to lớn, màu mè, nó tôm to để lôi cuốn những cái người này. Nhưng mà họ lại bỏ qua cái thành phần thiết thực là có cái nhu cầu về công ăn việc làm, phải ổn định, phải an toàn xã hội trước bao nhiêu sự đe dọa. Và cái thành phần đó, thưa quý vị, hiện nay họ đang bỏ phiếu trong tổng thống Trump. Bởi vì quý vị thấy là trong 2 năm cầm quyền ông Trump đã đem lại 4 năm triệu công ăn việc làm và đem lại cái nền kinh tế tốt đẹp. Và với cái chính sách mà về an sinh xã hội, về cảnh sát, về đời nọ, về quốc phòng, về an ninh thì ông Trump cũng là người ưu tiên, đặt cái đó là ưu tiên. Cho nên đảng Dân Chủ đã thua ở mặt này, cho nên trong cái kỳ bầu cử vừa rồi đã mất rất nhiều ghế. Và bây giờ họ lấy lại, họ phải lấy lại thì họ phải cố nhắm vào cái số cử tri đó, chứ không phải là cái số mà người thiểu số với da đen như mấy thời gian qua họ làm được. Và phía Cộng hòa thì họ rất vững tin là họ sẽ giữ được ghế của mình ở những cái tiểu bang. Mà thưa quý vị, những tiểu bang đó là những tiểu bang Dân Chủ, ví dụ như Tennessee và West Virginia. Trong khi đó thì họ lại chọc cái mũi dùi vào những cái ghế Dân Chủ tại những cái vùng mà vào cái năm 2016 ông Tổng thống Trump đã thắng lợi, như là Indiana và North Carolina. Những cái ghế đó hiện nay đang nằm trong tay Dân Chủ, chứ mà Cộng hòa họ đang cố gắng vận động để mà được thắng ở những cái chỗ đó. Và theo thăm dò của báo The Telegraph thì hiện nay cái mức tin tưởng và đánh giá tốt cho Tổng thống Trump nó đã lên đến cái mức 41%. Thì thưa quý vị, 41% đó là mức thấp, đúng như vậy. Nhưng mà con số này là con số đang đi lên, bởi vì trước đây con số đánh giá cho ông Trump thường là thấp và bây giờ lên tới 41% là khá lắm rồi. Và trong lịch sử chỉ có 3 cái kỳ bầu giữa mùa là có 2 vị Tổng thống có mức tin tưởng thấp nhất và kết quả là họ mất nhiều ghế. Đó là cái thời năm 1946 và 50, thời ông Harry Truman, và thời năm 2006, thời ông Tổng thống George W. Bush, hai ông bị đánh giá thấp nhất, và khi đó là cái đảng của nó mất rất là nhiều ghế. Thì tôi không rõ kỳ này ông Trump với 41% thì có mất ghế hay không, hay là khả quan, thì cái đó mình chưa biết, 2 tuần nữa mới thấy được, thưa cô. Dạ vâng, thưa ông, như vậy xin ông cũng vui lòng cho thính giả được biết những cái đặc điểm về các ứng cử viên kỳ này, thưa ông. Vâng, thưa cô, tôi theo dõi thì tôi thấy trong 7 chức vụ thượng nghị sĩ Dân Chủ đang phải tranh với Cộng hòa thì có 4 vị là quyên góp với tiền cử tri với số tiền là kém hơn đối thủ Cộng hòa. Tức là những vị mà đang thượng nghị sĩ mà đã tái cử đó, thưa quý vị, thì 7 vị trong đảng Dân Chủ hiện nay là quyên góp thua, có 4 vị là quyên góp, nghĩa là thua 3 vị của Cộng hòa. Đấy, đó là các thượng nghị sĩ đương kim thượng nghị sĩ Florida, New Jersey, Indiana và West Virginia. Ví dụ như là cái ông thượng sĩ Bill Nelson của Florida và ông Bob Menendez New Jersey, thì nghĩa là phe Dân Chủ đó,
tỷ, nghĩa là quyên rất ít tiền so với mấy ông đối thủ cộng hòa, họ quyên rất là thua rất là xa. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như tại cái tiểu bang của tôi là cái tiểu bang Texas, là tiểu bang đáng lý là tiểu bang cộng hòa, và cái người mà thượng sĩ đang đương kim đang ra tranh cử đây ấy, là ông Ted Cruz, ông này đã từng ra ứng cử tổng thống đấy, ông này vừa qua đã thu được 11.6 triệu, trong khi một đối thủ là ông nhà Beto O'Rourke của đảng Dân chủ Xã hội thì lại thu vào đến thưa quý vị 38 triệu, tức là hơn gấp 3 lần ông Ted Cruz. Đấy. Cũng như là cái ông thượng nghị sĩ Dân chủ Dan Heller cũng thua cái người đối thủ Dân chủ là bà Jackie Rosen. Cũng như tại Tennessee, Arizona, cũng vậy, các ứng cử viên Dân chủ là họ có nhiều cái thuận lợi về tài chính hơn các ứng cử viên Cộng hòa. Và nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy tại cái tiểu bang Arizona có một chuyện mới, chiều hôm qua tôi mới xem đây. Tôi có bị cái bà ứng cử viên Dân chủ, tức là hiện nay là bà đang là dân biểu, là bà Kristen Sinema, bà là Dân chủ và thu tiền nhiều hơn người ứng cử viên Cộng hòa. Bà này cũng là đương kim dân biểu, là Martha McSally, là bà thu nhiều hơn 500 ngàn. Nhưng mà khi mà bà lên đài, tôi bà nói câu như thế này, bà bảo bà không muốn đi gần gũi với đảng Dân chủ, bà muốn được nghe là của keep a distance, tức là giữ cái khoảng cách với đảng Dân chủ, tức là bà có phải có vấn đề với đảng Dân chủ. Và sau đó thì bà có nói là đảng Dân chủ đã làm những cái việc không tốt. Bà là người Dân chủ và bà phê bình như vậy, thì quý vị thấy không biết là đó là cái bên ngoài bà nói như vậy để bà lấy phiếu của người ta, hay là tâm bà là thực sự như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, tôi nghĩ rằng đảng Dân chủ không có xấu đâu. Cho nên như là cái bà Nikki Haley bà nói, không nên nói cái đảng đối lập mình là những người evil, tức là những người ma quái, không phải đâu. Đảng Dân chủ không có evil đâu thưa quý vị. Nhưng mà họ đang bị kiểm soát bởi những người evil, cho nên họ đi lệch đi quá về cái chia tả nhiều quá và đi đến cái xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Chứ nếu mà những người mà công tâm đàng hoàng và tâm giảm đảng Dân chủ mà họ bỏ qua cái vấn đề mà đảng tranh, tức là giữa hai đảng, mà họ nghĩ đến quyền lợi quốc gia, thì họ trở lại cái khuynh hướng chung của đảng Dân chủ, thì tôi nghĩ đảng Dân chủ vẫn là một cái đảng rất tốt mà cần có như vậy. Còn hiện nay thưa quý vị, rõ ràng họ đang bị lèo lái, đang bị nắm chốt bởi những cái người quá tả đi về cái phía cộng sản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Và cái điều đó làm cho cái xã hội Hoa Kỳ hiện nay, nền chính trị Hoa Kỳ hiện nay nó phân hóa là cũng vì cái thành phần đó, chứ không phải là mình cứ nhắm mắt rồi mình bảo là những người Dân chủ là evil. Ông Trump nói tôi không đồng ý, tuy tôi ủng hộ ông Trump nhưng mà tôi không đồng ý ông Trump nói như vậy. Mình ông Trump là cái người mà có điều kiện để làm cho cái sự đoàn kết hơn, đáng lý ông Trump nên dịu giọng làm sao mà thu phục họ trở lại cái con đường mà cũng chung dung một tí. Và ông nói như vậy cũng giống như vô tình ông đẩy người ta càng ngày càng xa mình đó thưa tôi. Vâng, thưa ông, sau đây thì Mali xin được mời ông nhìn về phía bên y khoa. Thưa ông, cách đây không lâu chúng ta đã nghe một cái bệnh gọi là bệnh AIDS, một cái bệnh rất là khủng khiếp mà phải nói là ngày nay y khoa cũng còn rất là giới hạn. Tuy nhiên họ cũng đã có những phương thức điều trị, thì không biết là những cái bệnh AIDS đó hiện tại bây giờ nó đã được gọi là cầm chân tại một chỗ hay chưa, hay là nó đã còn đang gọi là hoành hành trên trái đất này thưa ông? Thưa cô, nó còn hoành hành đấy, nó còn nghĩa là cũng còn một cái phần nguy hiểm lắm. Ví dụ như tại nước Australia đó, là cái tỷ lệ bệnh AIDS là 3 phần ngàn, tức là trong 1.000 người thì có 3 người. Quý vị nhớ là Australia, tức là nước Áo. Tại nước Anh là 2 phần ngàn, trong 1.000 người thì có 2 người bị. Nhưng mà tại vì cái dân trí dân của các cái số này thấp, cho nên cái số người đó không bao nhiêu. Nhưng mà nhìn lại cái nước Trung Hoa, quý vị mới thấy khiếp lắm, bởi vì cái dân của họ hiện nay là 1.4 tỷ người, tính đến 30 tháng 9 năm 2018 là 1.4 tỷ người. Mà điều tra mới nhất thì thưa quý vị, có 1 triệu rưỡi người là bị cái bệnh AIDS, tức là bị nhiễm cái HIV. Quý vị thấy dùng cái con số mà cái tỷ lệ phần ngàn thì nó rất là nhỏ, nhưng mà lấy cái con số thực là 1 triệu rưỡi người, đó rất là lớn. Bởi vì tại Trung Hoa đó, Hoa Lục đó, là cái nạn gái điếm bây giờ nó tràn lan, và những người nghiện ma túy rồi do cái vấn đề hệ thống y tế của quá bế. Cho nên cái sự mà có thể nói là cái tuổi từ 15 đến 49 ở tại người Hoa, ở tại bên đó là coi như là bị có 1 phần ngàn đã bị nhiễm cái bệnh AIDS này rồi. Và cái người
Tại vì cái hệ thống tâm linh của họ nó bưng bít, cho nên người ta ít biết, cho nên người ta chỉ biết là người chết bệnh AIDS đầu tiên là vào năm 2008 ở tại Trung Hoa. Rồi sau đó có nhiều người chết không được báo cáo hay không được ghi nhận, thì như chúng ta nói là họ cũng biết rồi. Thì trong 6 tháng đầu năm vừa qua tại Hoa Lục có 7.000 người chết vì bệnh này. Nhưng mà theo thống kê của một ủy hội Liên Hợp Quốc thì vào năm 2007 ước lượng có khoảng 1 triệu trường hợp đã nhiễm dương tính HIV. Và ủy hội này đã báo động sẽ có một sự bùng nổ của tai họa này lan truyền rất rộng ở trong dân chúng. Đến tháng 10 năm 2002 thì Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra con số ước lượng là có khoảng 2 triệu người nhiễm bệnh AIDS và tiên đoán nếu mà không ngưng được thì sẽ lên tới 10 đến 15 triệu người. Đấy. Và thưa quý vị, tất cả những con số đó là những con số mà chúng ta thấy rất là nhỏ, tỷ lệ thì rất là nhỏ nhưng mà nếu tính đến dân số của họ thì rất là lớn. Thì thưa quý vị, đến tháng 4 năm 2004, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế vì bệnh AIDS ví cái bệnh AIDS và HIV này là một cái bom nổ chậm tại Trung Hoa. Hiện nay thưa quý vị, nó đã lan tới thanh niên có học ở tại các đô thị và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái nền tảng kinh tế của Trung Cộng. Và trung tâm này tiên đoán rằng là trong khoảng thập niên 2010 này đó, sẽ có khoảng, cuối thập niên này sẽ có khoảng 10 triệu người Trung Hoa bị nhiễm bệnh AIDS nếu họ không có những biện pháp để mà phòng ngừa, thưa cô. Vâng, thưa ông, vì lý do thời hạn của chương trình, do đó sau đây Mai Ly xin được mời ông cho quý vị khán giả được biết thêm một vài tin ngắn trong tuần vừa qua, thưa ông. Vâng, thưa cô, thời gian cũng không có nhiều cho nên tôi chỉ nói nắm đắt, nhưng mà cái tin này thì quá quan trọng, không thể quên được, không thể bỏ qua được. Thưa quý vị, cái giờ phút mà chúng ta ngồi đây nói chuyện đó và nghe đài đó, thì có một cái đoàn lữ hành hơn 3.000 người từ cái nước Honduras ở Trung Mỹ đang đi qua biên giới Mexico, đập cửa, đập hàng rào, phá hàng rào, phá cổng, đi càng qua Mexico. Rồi từ Mexico họ hướng về biên giới với Hoa Kỳ để muốn tị nạn chính trị. Thì thưa quý vị, tức là họ đã đi từ cái nước Honduras của họ, đi qua một nước Guatemala, rồi đi qua Mexico mới đến được Hoa Kỳ. Thì khi mà họ đến Guatemala thì đã có bị cảnh sát chặn mắt cái người cầm đầu, nhưng mà họ cũng lọt qua được. Rồi đến Mexico cũng đã đưa 500 nhân viên cảnh sát ngăn chặn, nhưng mà họ cũng đặt hàng nào để họ tiếp tục đi. Và gần đây nhất là ông Tổng thống Trump đã loan báo cho Tổng thống Mexico là ông Juan Orlando Hernández của nước Honduras đó, là ông dọa là sẽ cắt đứt tất cả viện trợ cho nước này nếu mà cái nước này không ngăn chặn và đem công dân của họ về nước. Và ông cũng có cái lời đe dọa như thế đối với Mexico. Thưa quý vị, cái nước Honduras nó chỉ bằng 1/3 nước Việt Nam thôi, mà dân số chỉ có 9 triệu, tức là rất là rộng. Lợi tức trung bình đầu người rất là cao, so với Việt Nam rất là cao, đó là 5.500 đô la mỗi đồng người một năm. Bởi vì thế đó không phải là nước nghèo, nước chật, nhưng mà nước đó cũng không phải là nước có chế độ chính trị hay khác, mà nước đó là một nước loạn về cái bạo động, về ma túy, về tội phạm, có mức độ tội phạm cao nhất trên thế giới, tức là trong 100.000 dân thì có 6 người án mạng. Và đây có thể coi là cái vấn đề xã hội chung của các nước Trung và Nam Mỹ, bởi vì cái dân chúng ở đó, thưa quý vị chịu khó đọc sách mà báo, quý vị sẽ biết họ rất là bạo lực, chuộng bạo lực, và họ chuyên về cái việc cầm bán ma túy. Cho nên cái con số người 3-4.000 người mà nước đó mà đi vào Mỹ, thưa quý vị, đó, nếu mà chúng tôi nghĩ đó là một cái vấn đề an ninh rất lớn với Mỹ. Đó là chưa kể, thưa quý vị, có khoảng 100 người của cái bom ISIS đã được phát hiện ở tại nước Guatemala này, thì có thể cái nước Honduras này thì có thể là chúng nó đã trà trộn trong cái đám này để vào nước Mỹ. Và nói như vậy để quý vị thấy rằng là vấn đề an ninh của Mỹ hiện nay rất là nguy hiểm, cho nên Tổng thống Hoa Kỳ đã dọa rằng sẽ đóng cửa biên giới, sẽ đưa quân đội ra và đóng cửa biên giới. Vâng, thưa ông, Mai Ly xin được cảm ơn ông đã soạn thảo những tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay. Vì lý do thời lượng, do đó chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Và Mai Ly xin được kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào tất cả quý vị khán giả.